trai và nhà gái cùng toàn thể quý vị các bạn đã có mặt tại khán phòng cưới của Hội Nhà Trai chúng tôi để cùng nhau tham dự chương trình lễ thành hôn của chú rể Minh Trí, sánh duyên cùng cô dâu Trần Thu. Và tôi là MC Đinh Đương, người kết nối câu chuyện tình yêu, thay mặt cho ban tổ chức Hội Nhà Trai xin được gửi tới đoàn đại biểu hai họ lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Chú rể Minh Trí có đẹp trai không quý vị? Có đẹp trai không ạ? Bên này bảo không, bên này bảo có. Có đẹp trai không ạ? Có đẹp trai nhưng chỉ thiếu những chàng vỗ tay mà thôi ạ. Đó là chàng trai Phật thích, chàng trai đất Phật người tiên không đẹp trai đấy lại. Cảm ơn chú rể. Chắc là thế đấy. Ừ, em đừng tìm thế. Còn cô dâu của chúng tôi là Trần Thu, có xinh gái không ạ? Một cặp trai tài gái sắc đang hiện diện tại đây. Và hôm nay trong ngày hạnh phúc của hai bạn, tôi được biết hai bạn đang rất mong chờ, và đặc biệt mong chờ những khoảnh khắc này rất lâu rồi. Và bây giờ không chỉ MC đâu mà quý vị khán giả cũng rất muốn biết cảm xúc của chú rể bây giờ như thế nào. Xin cảm ơn rất nhiều các quý vị đã có mặt ở tại lễ thành hôn của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm xúc thì cũng đã rất nhiều rồi nên là hôm nay thì cũng bình tĩnh hơn nhiều ạ. Cảm xúc tính trai rồi đúng không? Tất nhiên rồi, bây giờ niềm hạnh phúc của em thế nào? Tất nhiên là rất tuyệt vời rồi ạ. Vâng ạ, niềm hạnh phúc đang dâng trào trên gương mặt thật sáng ngời của chú rể Minh Trí. Còn Trần Thu, cảm xúc em thế nào? Tất nhiên rồi mà niềm vui và niềm phúc của hai bạn, Minh Đương xin được chúc mừng hạnh phúc hai bạn. Còn ngay bây giờ để có được niềm vui và niềm hạnh phúc này thì hai bạn không thể không nhắc đến hai vị chủ hôn đại diện cho hai họ nhà trai.